Bình Khoa xin kính chào quý khán thính giả Tin nóng ngày 21 tháng 3 năm 2023 của bài Việt Cử đã cho tự do Có những nội dung chính sau đây, mời quý vị cùng theo dõi Bộ Ngoại giao Mỹ vận động cho dân quyền, dân chủ ở Việt Nam là chống lại đảng, và nước Thủ tướng Việt Nam lại yêu cầu quản lý chặt thông tin báo chí và mạng xã hội Khám xét nơi ở của 4 tiếp viên Vietnam Airlines vận chuyển hơn 11kg ma túy từ Pháp về Việt Nam đồng tháp kiểm tra 16 phòng giao dịch của công ty F88. Chính phủ Việt Nam không cho phép các tổ chức nhân quyền trong nước được thành lập và hoạt động. Nhà cầm quyền thường xuyên khẳng định việc vận động cho nhân quyền và dân chủ là hành động chống lại đảng và nhà nước cộng sản này. Đây là một phần nội dung được thể hiện trong báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, phần cụ thể về Việt Nam. Báo cáo năm nay được ngoại trưởng Mỹ Blinken chính thức công bố vào sáng ngày 30 tháng 3 năm 2023 giờ miền Đông nước Mỹ. Trong phần báo cáo cụ thể về từng quốc gia, Việt Nam bị cáo buộc vi phạm nhân quyền trong các lĩnh vực khác như bắt và giam giữ tùy tiện, tù nhân chính trị, sự độc lập của tư pháp, những hạn chế nghiêm ngặt đối với quyền tự do ngôn luận, tự do internet, truy tố một cách tùy tiện những người chỉ trích chính phủ, hạn chế các quyền tự do hội họp tự do lập hội, tự do đi lại, hạn chế nghiêm trọng quyền tham gia chính trị của người dân. Tính đến ngày 16 tháng 9 năm 2022, chính quyền đã bắt giữ ít nhất 173 nhà hoạt động chính trị hoặc nhân quyền, trong đó có 24 người đang bị tạm giam chờ xét xử. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 16 tháng 9, có 19 người bị bắt giữ và 26 người khác bị kết án vì thực thi các quyền con người. Hầu hết những người này bị khép vào các tội danh như làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước, hay lợi dụng các quyền tự do dân chủ, vân vân. Bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, trong những năm trước, các nhóm nhân quyền báo cáo rằng chính quyền Hà Nội đã gây sức ép với các nước lân cận như Campuchia hay Thái Lan nhằm không cho những người Việt Nam bị đàn áp được tị nạn chính trị, hay thậm chí là yêu cầu các nước này trả những người tị nạn về lại Việt Nam chính phủ việt nam tuyên bố những cá nhân này là những người di dân bất hợp pháp rời khỏi đất nước vì vấn đề kinh tế tuy nhiên trong năm qua hoa kỳ không ghi nhận trường hợp nào về việc chính quyền sách nhiễu những người lưu vong và gia đình của họ về quyền tự do báo chí trong năm qua chính phủ thực hiện kiểm soát chặt chẽ đối với các hình thức truyền thông bao gồm in ấn phát sóng trực tuyến và các phương tiện điện tử luật quy định rằng các cơ quan truyền thông phải trực thuộc cơ quan chính phủ và tổng biên tập phải là người của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với các nhà báo hay blogger độc lập, họ phải đối mặt với sự sách nhiệm của chính quyền. Chính phủ cũng chặn các trang web mà họ cho là không phù hợp về vấn đề chính trị hoặc văn hóa, bao gồm Đài Á Châu Tự Do, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và BBC Tiếng Việt, vân vân. Chính phủ Việt Nam cũng tiếp tục kiểm soát quyền tự do ngôn luận bằng cách hạn chế các phát biểu chỉ trích các nhà lãnh đạo hoặc chính sách của chính phủ. Thậm chí, các tổ chức hay các nhóm ủng hộ chính phủ đã đến tận nhà của các nhà hoạt động để đe dọa họ. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam lại có chỉ thị yêu cầu Bộ Thông tin Truyền thông quản lý chặt chẽ thông tin trên báo chí, mạng xã hội. Mục đích được nói là để chủ động tháo gỡ, ngăn chặn những tin tức mà Hà Nội cho là tin giả, tin xấu độc, chống phá đảng Cộng sản và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chỉ thị mới nhất được nêu rõ trong chỉ thị 07 đề ngày 21 tháng 3, 2023 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký thay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Nội dung của chỉ thị 07 nêu yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm mọi quy định của Luật báo chí, Luật tiếp cận thông tin, Nghị định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Chỉ thị 07 nêu rõ, quản lý chặt chẽ thông tin trên báo chí, mạng xã hội, bảo đảm những thông tin chính thống, tích cực về đời sống xã hội. Trên báo chí phải là dòng chảy chính. Trong diễn biến liên quan, công tác cung cấp thông tin cho truyền thông từ ngày 25 tháng 3 tới đây thành phố Hồ Chí Minh sẽ không còn quy chế người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo một quyết định được ban hành cách đây 10 năm. Tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố định kỳ mỗi tháng, chủ trì phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan, cung cấp thông tin cho báo chí đồng thời đăng tải trên trang điện tử của Ủy ban Nhân dân thành phố. Công an không phát hiện thêm ma túy sau khi khám xét nhà của bốn tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines. Hiện bốn tiếp viên Nguyễn Thanh Thủy, Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân và Đặng Phương Vân chưa bị khởi tố. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho truyền thông hay tin trên trong ngày 21 tháng 3. Theo công an, bốn tiếp viên khai thông qua một đồng nghiệp làm chung hãng, họ được nhờ mang lô hàng kem đánh răng nặng hàng chục kg từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất với thù lao vận chuyển hơn 10 triệu đồng họ không biết số hàng trên có chứa ma túy lô hàng được chia đều cho bốn tiếp viên và được mang trót lọt qua hải quan pháp tuy nhiên đến sân bay Tân Sơn Nhất lô hàng bị phát hiện cụ thể công an cho biết trong vali của Thủy và Quỳnh đều có 31 hộp kem đánh răng có thuốc lắc trọng tổng trọng lượng 2,18 kg 12 hộp chứa kentamin còn gọi là hàng khay nặng khoảng 1 kg hành lý của Ngân có 780 gram thuốc lắc Hành lý của Vân có hơn 2 kg thuốc lắc, 2 kg kentamin và cocaine, tổng cộng hơn 11 kg ma túy. Bốn tiếp viên khai, nhóm có liên hệ với các đầu mối ở Pháp và Việt Nam để giao nhận hàng sách tay về nước. Công an hiện đã triệu tập một người tại Việt Nam được cho là người nhận số hàng từ Pháp về. 16 phòng giao dịch của công ty kinh doanh F88 tại tỉnh Đồng Tháp đã bị công an đồng loạt kiểm tra hành chính. Cụ thể, công an Đồng Tháp trong ngày 21 tháng 3 cho truyền thông hay, lực lượng công an đã kiểm tra các nội dung kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản, lãi suất, vân vân. Qua kiểm tra, công an phát hiện một số phòng giao dịch có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật như hoạt động cầm cố khi chưa được cấp giấy phép đủ điều kiện về an ninh, trật tự, không bảo quản tài sản cầm cố, chưa thực hiện đầy đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Công an huyện Thanh Bình đã xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty F88 trên địa bàn huyện số tiền 3 triệu đồng về hành vi lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh không đầy đủ theo quy định. Trước đó, công an tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Tiền Giang, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh của công ty này. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình điểm tin ngày mai cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của bài việt ngữ đã cho tự do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.